Người mưa đừng rơi để nụ cười ngát sâu bao môi, cứ đong đếm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đổi được chi, ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn. Cơn mưa thêm nặng hạt, người vội vàng sánh đôi cùng anh. Những năm tháng ban đầu đành ngậm ngùi đừng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa thì ấm ngập lý do đặt ra. Cứ vội người anh, mưa mưa đừng rơi để nụ cười gắt sâu bao môi. Cứ đong đếm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đổi được chi. Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Đi Hùng Bán Nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều hôm nay Hùng sẽ đưa chúng ta đến với trục đường Quang Trung Phạm Văn Chiêu, ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một khu nhà rất đẹp, một khu nhà với đường trước nhà là đường 10m nha mọi người. Đường có bùn bông ở giữa và đây là hai khu nhà lầu đồng bộ san sát nhau. Và hôm nay Hùng sẽ gửi đến mọi người chúng ta một căn mini phố hiện đại với diện tích ngang 4, độ dài là 18m, được thiết kế là một lửng 3 lầu. Hướng nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà chúng ta, một căn nhà thiết kế theo kiến trúc hiện đại, rất đẹp và cao cấp, tặng kèm full nội thất bên trong nha mọi người. Với cách thiết kế kiểu rất là Tây và cực kỳ mới năm 2021 và nhà mình đã có sổ hồng hoàn công rồi, chúng ta mua bán công chứng trong ngày nha mọi người. Con đường trước nhà rất là rộng, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái luôn. Đường trước nhà mình lên tới 10m nha. Ngay chỗ nhà mình là cái đường cua vào thì chúng ta vào xe hơi khá là thoải mái và dễ dàng. Hướng nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và hôm nay Hùng sẽ gửi đến quý anh chị cũng như những vị khách hàng chúng ta căn nhà phố rất đẹp, với bên ngoài là lớp cửa cống phía ngoài và bên trong là khu vực sân đậu xe máy. Khu vực sân là chúng ta đậu được 3-4 chiếc xe máy nha. Và bên trong nữa chúng ta sẽ tới với lớp cửa nhôm sinh pha, lớp cửa chính căn nhà. Và bên ngoài lớp cửa nhôm này gia chủ có ốp đá rất là đẹp và cao cấp. Nhà mình thì được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu theo kiến trúc rất là Tây và được tặng kèm full nội thất bên trong. Chúng ta thấy có sofa, tủ kệ, tivi, trên tường là những bức tường được ốp gỗ và ốp nhựa, cũng như là ốp những tấm kiến rất đẹp và cao cấp. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Đây là một căn nhà do kiến trúc sư thiết kế nha mọi người. Một mẫu nhà rất là mới nằm ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 18m và đang được chào bán với giá cực kỳ mềm. Khi chúng ta mua thì sẽ được tặng kèm full nội thất bên trong. Giá bán gia chủ đang chào bán cho căn nhà này chỉ hơn 7 tỷ một chút xíu thôi. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp có thiết kế và trang trí ngoại thất phải nói là rất là Tây này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ở đây chúng ta có cái gara xe hơi này mọi người. Gara xe hơi này chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ nhá. Ở đây gia chủ đang trưng bày một bộ sofa và có tủ kệ tivi. Khi chúng ta có xe hơi chúng ta sẽ mua mang sofa và tủ kệ tivi này lên tầng lửng để chúng ta đậu xe hơi. Nhà mình thì xây theo kiến trúc hiện đại, nội thất bên trong cũng là nội thất theo kiểu nhà phố hiện đại nha. Và nằm trong một khu dân cư rất là đẹp ngay cạnh với ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, khu vực phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực rất là sầm uất và đường xá rất là rộng, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Khu vực cầu thang nhà này thì làm bằng những tấm gỗ nha mọi người, những tấm gỗ ghép rất là đẹp, có trục ly tâm rất là chắc chắn. Và đây là khu vực đặt bàn ăn này, đây chúng ta có khu vực đặt bàn ăn, có những cái bức tường được ốp gỗ và ốp nhựa rất là tuyệt vời. Ở đây thì gia chủ tặng mình một bộ bàn ăn 6 ghế này. Phía bên trong sẽ là khu vực phòng bếp. Nhà mình rất là dài nhé, phòng bếp này chúng ta có thể để bàn ăn và cái khu vực này chúng ta có thể làm phòng khách mini. Ở phía ngoài thì chúng ta có thể đậu xe hơi. Khu vực bếp thì chúng ta thấy này, có tủ kệ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ công nghiệp, có máy hút mùi cũng như là bếp âm và có khu vực đặt bồn rửa trên bát và giá kệ để đồ. Phía sau phòng bếp thì chúng ta có hồ cá, có hồ cá ở đây. Đây chúng ta có hồ cá này và có những cây tre để trồng ở khu vực giếng trời này và có phòng vệ sinh cuối nhà này. Phòng vệ sinh cuối nhà đây nha mọi người. Nhà mình thì xây là một trệt một lửng và 3 lầu, bao gồm công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy này, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà mình là hướng Tây Bắc và diện tích căn nhà Hùng xin nhắc lại mọi người là ngang 4m, độ dài 18m.
rất là phù hợp cho quý chị chúng ta vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê, làm showroom spa. Đây là một căn nhà thiết kế rất đẹp theo kiểu kiến trúc kiểu rất là Tây năm 2021 và được tặng kèm nội thất bên trong. Rồi chúng ta di chuyển lên trên để tham quan khu vực tầng lửng cũng như là bốn phòng của căn nhà nhé. Khu vực cầu thang chúng ta làm bằng những cái trụ gỗ và có khoan những cái thanh sắt vào tường rất là chắc chắn. Trên khu vực không gian tầng lửng này thì chúng ta sẽ có một phòng khách trên đây. Đây, ta có một phòng khách trên đây nha mọi người. Phòng khách này thì chúng ta có cửa kính cường lực 10 ly để chúng ta có thể gắn máy lạnh. Và ở đây gia chủ có đóng cho mình cả một cái tủ kệ tivi và một cái tủ đồ này. Bên đây có một bộ bàn ghế mini, có những bức tranh treo tường, có máy lạnh và tầng lửng có phòng vệ sinh luôn nha mọi người. Phía sau là giếng trời thông với tầng lửng này, có cửa lùa, cửa kính này. Rất là mát, nhà mình rất là mát nha mọi người. Và đây là phòng vệ sinh của tầng lửng. Nhà mình thì có tới 6 phòng vệ sinh nha quý anh chị. Đây là không gian tầng lửng nhà mình, mình sẽ quay ra cho mọi người nhìn. Đó, rất rộng và dài nha, căn nhà rất là dài. Diện tích công nhận trên sổ rất là lớn và nhà mình đã có sổ hồng hoàn công rồi. Chúng ta mua bán thì sẽ công chứng mua bán trong ngày luôn. Thiết kế rất là đẹp, nội thất cao cấp. Nhà này thì quay buổi chiều mới đẹp, nhưng mà Hùng quay vào tầm khoảng 4 giờ chiều thì chúng ta chưa thấy nó đẹp và lung linh lên nha mọi người. Nhưng mà nếu mà chúng ta quay vào buổi tối, chiều tối thì rất là đẹp nha. Căn nhà này rất là đẹp. Khu vực cầu thang thì có những lam sắt này. Nhìn rất là mới, mẫu nhà rất là mới của năm 2021. Đây là mẫu nhà có thiết kế nha mọi người. Nếu chúng ta có những cái tủ để đồ, những cái tủ để đồ trang trí rất là tuyệt vời. Và giá bán căn nhà này đang được chào bán với giá là 7 tỷ 350 triệu đồng còn bớt. Thì quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi Hùng xin mời mọi người chúng ta lên tham quan các phòng ngủ căn nhà. Chúng ta sẽ vào phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía sau này, chúng ta sẽ có một cái giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, tủ trang điểm, bàn trang điểm, tủ đầu giường, tranh ảnh trang trí trên tường, đèn chiếu sáng, tủ áo, tủ kệ tivi, phòng vệ sinh trong. Đây là phòng ngủ số 1 nha mọi người, phòng ngủ phía sau. Đây chúng ta có phòng vệ sinh trong này, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen, cũng như là máy hút mùi trong quạt gió trong phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ full nội thất nha. Chúng ta sẽ được tặng kèm hai phòng full nội thất và phía sau sẽ là khu vực để ống máy lạnh và cửa lùa ra khu vực giếng trời này. Ở đây chúng ta có giếng trời và có khu vực rửa chân tay ở ngoài đây nữa. Giếng trời trồng những cây tre rất là tuyệt vời. Nó rất là thoáng mát, có màn rèm cửa luôn nha mọi người. Nhà mình thiết kế giống như một căn hai mặt tiền trước sau. Phía trước và phía sau đều có rất là nhiều cửa nên là chúng ta thấy rất là thoáng. Và giá bán chỉ có 7 tỷ 350 triệu đồng thôi. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên Hùng là nhadathuyhung.com, cũng trên hệ thống fanpage Facebook, Zalo Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Chúng ta xem thêm nhiều những mẫu mã nhà bán mới đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Quý anh chị nào phù hợp những căn nhà hợp hướng Tây tứ trạch thì đây là một sản phẩm rất tuyệt vời này, đầy ánh nắng và gió nha. Đây là phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng có giường ngủ 1m8, tủ đầu giường, bàn trang điểm, bàn phấn. Trên tường, trên trần là đèn chiếu sáng, trần thạch cao, đóng kiểu rất là mới. Bên đây là tủ kệ tivi và tủ áo. Phía ngoài là cửa bốn cánh ra ban công, cửa nhôm sinfa nha mọi người. Ban công thì chúng ta có thể trồng cây xanh và làm rất là đẹp và cực kỳ sang trọng này. Có những cái lam bên ngoài rất là thoáng nha mọi người, căn nhà rất tuyệt vời. Đây là phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước, phòng ngủ phụ nội thất. Và phòng này thì chúng ta cũng có gắn ống máy lạnh sẵn và có phòng vệ sinh trong này. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi đều có đầy đủ công năng hết nha mọi người. Từ nhà mình thì ra công viên làng hoa rất là gần, ra công viên làng hoa khoảng chừng 5 phút thôi, đi về sân bay khoảng chừng 15 phút và đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 30 đến 35 phút đi xe gắn máy. Và kế bên nhà mình chúng ta có trung tâm thương mại, siêu thị và trường học An Hội, trường học Phạm Văn Chiêu, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và chỉ trong vòng vài bước chân thôi, rất là tuyệt vời để cho quý anh chị chúng ta mua cho con em mình đi học thì rất là thuận tiện. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 này, phòng ngủ phía sau thì gia chủ chưa làm nội thất nha.
chỉ có nội thất cơ bản thôi, với phía dưới là sàn gỗ, phía trên là trần thạch cao và trang nhánh trang trí, phòng vệ sinh trong đây, phòng vệ sinh rất là tuyệt vời. Và cửa chúng ta sử dụng cửa gỗ đây, giống như một căn nhà hai mặt tiền nha mọi người. Phía sau là những cái lam sắt phía sau và có cửa bốn cánh, cửa lùa, cửa nhôm rất là mát. Những sảnh ngoài sảnh ở những sảnh phòng ngủ lầu của hai lầu thì chúng ta có những cái tủ để đồ và những kệ để đồ này. Đây là phòng ngủ số 4 thì chúng ta thấy này, phòng ngủ rất là rộng nha mọi người, ngang 4m, độ dài lên tới 18m, diện tích công nhận đủ trên sổ và giá bán chỉ có 7 tỷ 350 triệu đồng, còn bớt cho một căn nhà kiến trúc hiện đại theo kiểu rất là Tây và được tặng kèm full nội thất bên trong. Thì quý anh chị chúng ta quan tâm hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để xem ngay căn nhà phố rất đẹp nằm trong khu cực kỳ VIP của trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà rất là hiếm có nha mọi người. Hãy nhanh tay gọi cho Hùng để sở hữu căn nhà này. Vì căn nhà đẹp như thế này thì nó sẽ bán rất là nhanh. Rồi chúng ta đang di chuyển lên khu vực sân thượng nha mọi người. Khu vực sân thượng chúng ta sẽ có phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân phơi trước sau. Chúng ta sẽ có khu vực sân phơi sau này. Đây là khu vực sân phơi sau. Khu vực này thì gia chủ đã rào chắn và lợp mái luôn rồi. Chúng ta có khu vực để máy giặt. Và bên trong đây sẽ là khu vực vệ sinh ở trên sân thượng này. Nhà mình có tới 7 phòng vệ sinh nha mọi người. Và ngoài đây sẽ là khu vực kho để đồ. Đây là cái kho để đồ hoặc là cái phòng ngủ dành cho người giúp việc này. Và ngoài này sẽ là phòng thờ. Đây sẽ là phòng thờ của căn nhà mình. Có phòng thờ rất là rộng rãi này mọi người. Nhà có phòng thờ như thế này rất là tuyệt vời. Và phía trước sẽ là khu vực sân thượng trước. Nhà mình nằm ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu nha mọi người. Sân thượng trước của nhà mình đây. Hôm nay Hùng quay thì trời hơi nắng nên là hơi chói nha. Và khu nhà của mình này, khu nhà của mình là một khu nhà rất là đẹp. Đường xe hơi xe tải ra vào và chính nhau thoải mái, một khu đồng bộ. Có một khu đồng bộ rất là VIP luôn, rất là hiếm có trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.